Nhà rồi, về nhà. Út Phương ơi, sao mày làm cái nhà gì tùm lum vậy Phương? Đối với Út, Út không thể mặc đẹp được, Út không thể sạch sẽ được. Bởi vì cái thông điệp đó dành cho những người bất hạnh. Những người bất hạnh đâu có nhà ở. Út muốn đăng tả cái thông điệp này đến ngay cả trong căn nhà Út. Út để rác bừa ra, Út hự, Út ăn, Út ở dơ, Út không tắm một tuần, một ngày, một tháng, một năm. Út muốn đăng tả cái thông điệp này đến những người bất hạnh. Họ đâu có nhà ở hầm cầu, khu ở chuột, đâu có viếng, đâu có được. Thì Út muốn đăng tả thì chính bản thân Út phải trải nghiệm qua. Út để đầu Út một tuần không dội cho chua, lên men, làm sữa chua. Thì chính bản thân Út phải trải qua điều đó. Út không sức được, mãi mãi Út không sức được. Út không thể nào sức được. Mình đi, căn phòng này đã bị ma ám rồi. Đừng, đừng nói vậy vì chính bản thân Út muốn. Mọi người ăn mì với Út nha. Bữa nay mì nấu lá giang nha mọi người. Hồi nãy Út đăng video nhưng mà nước sôi quá sợ nghe không rõ nên là Út tắt, Út like lại ha. Chúc mừng con trai vì đã có đăng video của Út là đầu tóc rối bùi trong nhà dơ giấy, đem một cái thông điệp ra nói với mọi người. Được 50.000, 50 ca tim, tức là 50 ca tim, tức là 50.000 người tim, là cái sự ảnh hưởng cũng không nhỏ trên cộng đồng mạng. Thứ nhất là Út chúc mừng con vì con là người Việt Nam mà con có sự tài trí thông minh, thì thông minh mình phải dùng đúng chỗ con trai à. Nếu mình dùng không đúng chỗ nó sẽ là một mối nguy chứ không còn là sự thông minh nữa. Cái thông điệp Út đưa ra là dơ giấy cỡ nào tâm cũng luôn bình an và ăn vui và yêu thương mọi người, một thông điệp không phân biệt dơ hay sạch, bởi vì Út đem cho mọi người coi là con người của Út như vậy. Người ta thương Út thì dơ người ta vẫn thương, chứ không phải vì Út sạch người ta mới thương mà dơ người ta bỏ. Đó là thông điệp của Út Phượng, dơ hay không là tâm của mình, chứ còn thân thể có lúc mình phải sạch có lúc mình phải dơ chứ con, đâu ai mà dơ hoài cũng đâu ai sạch hoài, đúng không? Nhưng mà cái thông điệp Út đưa ra là rất là tế nhị và sự hiền lành, vui vẻ, tình yêu thương trong đó. Nếu như con trai thương Út một chút nào đó, hoặc là không cần thương Út đâu, lấy ra coi như là câu view đi, thì mình đem cái sự gọi là biết quý trọng mọi người, đem cái sự dễ thương duyên dáng của mình, chứ đừng vì câu view mà mình đem cái sự cho người khác nhìn vào là một cái sự dơ giấy, bẩn thỉu, sự chà đạp và sự khinh thường, làm chế nhiễu ra để lấy tiếng cười. Tiếng cười như vậy là không được, không được, sai rồi. Con hãy nhìn các bạn nước ngoài đó đang đăng clip ăn mì đó, người ta không nói gì nhưng mà Út được tôn trọng, Út được tôn trọng. Út cảm ơn con trai, mình nên học lại cách đầu view nha con. Mà